Chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Hôm qua anh không làm gì lại cày cả đêm đấy. Ôi, hôm qua không có tí Robin đâu ra. Không ngủ được, dậy trong mấy con này đấy, sấy cả đêm vàng rồi. Thôi thì bây giờ thì anh em mình sẽ nấu cơm thôi mọi người ạ. Nấu cơm xong mình mới đi thăm bầy chim nhỉ. Nấu cơm đã nhỉ. Cái khoản nấu cơm này giao cho anh. Rồi. Em. Anh làm được. Làm miếng nước ạ. Đây cày cả đêm hết cả nước nha. Anh thủ rửa mặt nấu cơm rồi đã. Cơm thôi. Ai, củ hôm nay đầy than này, nó cơm cũng ngon lắm luôn. Chuột cũng vàng. Phải cạch cả đêm. Giờ mình sẽ đảo cơm nhanh chứ nhỉ, vừa cho vào đã ấy rồi. Đi đâm chim đây ơi. Đi. Đi. Hôm qua anh đặt cái này sao chứ nhỉ? Ở đây rồi. Đâu? Cần đâu? Cần đâu? Đây. À. Đây. Được, con chim kìa. Ủa, nó dính ở tít trên kia. Cần mạnh quá nhảy bay cả nó thôi. Ừ. Chim sâu. Này nó ăn quả cả nhỉ. Đỡ phải gỡ. Được một em. Một em. Ôi, thế là được một em chim sâu. Gấy mất một chân. Phải phết nhỉ, gấy cả chân. Thôi, cho vào túi. Chắc phải chết kia. Hình như được cái gì đấy rồi. Ôi chả thấy cần đâu ấy. Cần nữa. Được rồi. Cái gì đấy? Được con chim. Ôi đúng chim sâu. Mặc đi. Chim sâu đấy. Vướng vào đấy luôn chứ. Vướng kiểu nào thế này nhỉ? Cái thịt lò. Cái thịt lò. Đấy. Ô con gì ăn bên đầu nó. Ừ nhỉ. Chắc ông cái gì chết. Các loại ông vàng vàng nhỉ. Ăn nhỉ. Thế là được hai em. Hôm qua mình đặt mấy chiếc nhỉ anh Hùng nhỉ? Như năm chiếc nhỉ. Hay mấy chiếc, bốn chiếc, năm chiếc nhỉ. Năm chiếc hả? Đấy, xin đây gì nữa. Ôi. Dính cuốn ghê nhỉ. Ôi, con này dính vào cánh này này. Con này dính vào cánh. Gấy cả cánh nhỉ. Chứ biết nó tuốt thế nào mà vào được cánh nhỉ. Hay thế nhỉ. Quả này được cánh nhỉ. Mắng chết. Bẫy quả này được đấy. Không nhận nhỉ. Ăn hơi đi chua nhưng mà đấy chim nhẹ thế. Con thử đi tiếp. Cái bấy hôm qua đi đêm anh chả nhớ chỗ nào nhỉ. Đi chỗ nào nhỉ. À đây rồi. Đâu. À kìa. Trèo tít trên đấy à.
sâu. Mùa này béo không nhỉ? Nhiều sâu thế nhỉ? Nhiều chùm sâu thế nhỉ? Chùm sâu, quả bé nhá, chùm sâu ăn mạnh. Còn một chiếc nữa ở đâu nhỉ? Hả? Nhưng mà nó ăn kiểu gì nhỉ? Chui đầu ở đấy. Ô, con này to nhỉ? Con này to thế. Được, à, nó cuốn. Cuốn à? Ôi. Ôi giời. Cuốn. Con này to phết nhỉ? Xem thử nó có béo không? Mùa này chắc béo này, có quả này. Nhưng không phải là tổ kiến đâu. Cái gì đấy? Chuột sao ạ? Em tưởng tổ kiến. Qua tối nhìn tưởng là tổ kiến. Chắc là vải tổ kiến đúng không? Dung thử đi. Ôi, tổ chuột thật. Ôi giời, cả chuột chứ. Kiến à? Kiến. Cái nói không sai ấy hả? Nhiều con mà thế. Nhiều trứng á? Ừ. Đó. Và bây giờ mình đi về thôi anh Hùng nha. Ờ, kiến về để kiến thôi. Cơm cháy rồi anh Hùng ơi. Xem thử xem nào. Nãy đi còn nước mà. Vừa tầm. Để bên cạnh nhỉ. Đấy. Ôi còn quả. Nước cũng sôi rồi. Thôi chị, nước sôi rồi. Đặt này thì xay cho nhỉ. Để xay cho nhỉ. Nướng chim này nướng cho nó cháy cháy lông đi cho nó phủ vào cái nó ngấm cái thơm vào cái thịt nữa nấu ăn ngon nhà hàng ấy nhỉ, có một ít gọi mùi mùi cái lông nhỉ. Ừ. Chim này nấu loại chuối hay nấu cái gì nhỉ? Nếu có loại chuối nấu loại chuối nhỉ. Ừ. Nấu loại chuối thì chắc ngon đấy. Mà khu này có lắm, phải chứ có cây nào có thì cần nấu lá chua thôi. Đi mình tìm nha. Tìm thử xem có thì được, không có nấu lá chua kìa. Chim gần béo rồi nhỉ. Trong mùa đông này nó ăn thật nhiều. Bây giờ nó đang tích dần nha. Tích mỡ. Mà mùa đông nó có nhiều quả hơn nhỉ. Mùa đông quả nó chín nhiều. Nhiều. Nó càng ăn nó lại càng béo. Tuyệt vời. Vời. Béo quá ăn nó ngậy. Mà gầy quá thì ăn nó hôi. Vừa vừa thì ăn nó vừa có thịt. Nó vừa thơm. Yeah. Thế là mấy con này vừa vừa đấy nhỉ. Đây, anh đi chặt chuối nhé. Chú anh ở nhà mổ chim đấy. Lấy lá nó nhé mà. Về đừng cơm nhé. Đúng rồi. Thì xem có không ấy chứ. Khu này chả thấy có đâu. Không có thì lấy lá giấy được cơm được. Mổ chim. Đấy. Mổ chim thôi. À, mình sẽ mổ chim. À, sao? Con chim to thì phải mổ trước. Ôi trời ơi. Mình cái bộ lòng mềm này mình phải lấy. Chim này nó ngon.
chim đấy béo thật, nạc, ui nạc lắm mọi người này. Chỗ này một cục, chỗ này một cục, chỗ này một cục. Đấy, xong rồi, về thôi. Đây là phần ruột của nó đấy mọi người ạ. Đây là... Ê, bổ xong rồi. Ờ, đây là... Ai ăn lấy lúc chuối to thế. Về mình chỉ bóc thêm thôi mà, bóc để lấy phần trong nó thôi mà. Ấy, tô cơm hả? Đổ cơm ra chưa nhỉ? Anh đổ cơm. Ông bóc hai, em bóc nhá. Rồi, zoom ra để nấu chim thôi nhỉ. Để một tí bá nó để nấu trộn. Nấu trộn à? Để làm cháo chim mà. Đấy. Ôi giời. Tao không phải rửa đâu. À không rửa. Ăn cháo ấy luôn à? Ừ. Chứ. Nó sạch mà. À, bây giờ chỉ chờ anh Hùng về thì thái cái này vào thì là xẻo chim ra thì cho vào một nồi. Ui, tối qua còn để đây cầm tí. Ui, nhìn đông chim. Anh Hùng nhận xẻo chim hay xẻo chuối? À đâu, xẻo chim chim chi đấy gì? Ôi, xẻo chuối thôi, xẻo chim sợ lắm. Xẻo chim đây đang thái cà đây mọi người. Thế này làm này nhỉ? Thật dễ nhỉ? Thái kiểu đấy nữa. Thái kiểu kia thì nó đỡ đỡ. Nó đỡ được cái dai nhưng mà nó lại giống như là làm cho lợn đấy. Cái này cũng phải là thái con người. Đấy, con chim to này. Con chim sâu kia mà bằng con diều hâu. Con chim to này bằng con đại bàng. Con kia bằng đại bàng, con này bằng đa điểu. Thế là anh em mình được ăn đa điểu đấy nhỉ. Thịt đa điểu rồi. Hôm nay được ăn thịt đa điểu rồi. Ăn chưa? Dạ thế. Rồi. Tôi ngồi kế nắp luôn. Ôi, thổi lùa lại xong để nấu chim thôi nhỉ. À, lấy cái que này đốt cái cháy này. Bây giờ chỉ chừng chín để ăn thôi. Ai gấp lại cái chuột không? Ừ, gấp lại nhỉ. Gấp hư tí. Không rồi. Chưa. Cái này khô len keng rồi. Như khúc gỗ rồi. Ngọt nữa. Đấy mọi người thấy không? Qua một đêm chuột hun khói này, vàng nhìn đẹp nhỉ. Đây là như thịt trâu luôn. Nhưng mà đây là thịt chuột hun khói nhé. Anh em sẽ nướng lại một tí nhỉ. Ừ, hơi lại một tí. Trong khi chờ đợi mà canh chín thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người vài thứ mà thuốc chống đói. Đây là một là loại củ này. Đây là củ vãi, còn gọi là củ móng ngựa. Đấy. Nó có chức năng là ngày xưa thì tranh nhau ăn vì cái này vì không có gạo. Còn bây giờ thì anh củ thừa rồi. Đấy, còn bên kia. Còn đây là một loại cây. Đấy. Mình nấu ra thì nước nó có màu vàng. Uống vào thì mát ngan bổ phổi. Đấy. Nó rất là ấy. Nhìn lá nó xung xuê kìa. Đấy.
Này, là ăn kiểu này người ta bảo là cây vắt. Còn kia giới thiệu với mọi người, đây là một cây lá han mọi người ạ. Đi rừng nên tránh cái cây này ra. Thấy cây này thì phải phang thế này, nó đốt rất là đau. Cởi áo ra thì làm phát thế này thì coi như là suốt mấy ngày ấy. Nên tránh xa những loại cây này thì cho nó thật xa ra. Đốt rất đau. Còn kia. Đấy. Còn đây là một loại dây cùn. Nó rất là thơm và dành cho những người đi rừng xa mà không có nước để giải khát, và nó còn mát gan bổ phổi nữa. Nhưng dây to thế này nó mới có nước nhiều. Đây, 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 đây. Dây này nó rất là thơm. Nó có một cái vỏ chết ở ngoài nhé. Đấy. Ở còn đây. Đây, đây là dâu chua mọi người ạ. Còn nó có chức năng là làm cho thịt nó ngon thêm. Và bây giờ mình lấy về cho anh Hùng nấu chim luôn. Chú Lanh thế nào? Hả? Bảo lấy lá chua về cho vào nồi canh chim, cho vào chim của anh. Quỷ, nhầm. Cho vào chim. Cho vào đây nha. Cho anh Hùng cho chim thì thôi. Đây chín rồi nha. Và bây giờ thì nồi canh chim của hai anh em mình đã chín rồi. Nhọc nhà để chiến rồi. Được thôi. Đấy, con chuột thì tối qua anh Hùng hun mạnh quá, bây giờ nó còn ít nước, khô mất rồi. Thôi cũng chín rồi, lấy ra để ăn thôi. Đấy. Tôi thì bây giờ thì đã đến vào cuộc chiến đấu. Nha. Anh em mình mời tất cả mọi người nha. Ở chuột mời mọi người nha. Xin mời mọi người nha. Ăn. Ê, chuột. Anh chuột à. Đây là chuột hun khoái này. Còn đây là thịt chim nấu với chuối này, chua này. Còn đây là cơm nhá mọi người nhá. Rồi, thế thì cuộc chiến của hai anh em bây giờ thì chuột khô với chim nấu rất là tuyệt vời rồi. Anh em mình ăn thôi nhỉ. Ừ. Mời tất cả mọi người nhá. Ôi, mời lại lần nữa cho sướng. À, chuột nghiền vàng sướng nhỉ. Như biển cả. Mời mọi người nhá. Miếng chuột này. Ui, vàng sướng thật đấy. Hôm qua mất ngủ mà. Anh đây biết làm thế nào. Em đã bây giờ mất ngủ cả. Ui ngon lắm mọi người ạ. Này quá thơm. Đấy, bây giờ là bữa trưa của hai anh em mình. Mình sẽ làm thử một đùi rồi, bây giờ làm thêm một miếng nữa. Ăn thịt chuột khô này giống như là thịt trâu ấy nhỉ, hay thịt bò gì ở đấy y như thế nhỉ. Sấy được cái này ngon. Mùi hôi của nó thì chuyển sang mùi thơm mất rồi, mùi khoái rồi. Mùi khoái. Ôi làm thử miếng thịt chim của Lanh nữa. Ai vậy ăn cả thịt chim. Còn đây là miếng thịt đùi của con chim, nhưng không phải là thịt, không phải là chim của chú Lanh. À, nhưng mà tức là hôm qua là chú Lanh chú ấy đi đặt bẫy năm trước thì được hết cả năm, sướng quá, nên mình phải thử chiếc món đầu tiên. Mời mọi người nhé. Ngon đấy. Nên ăn không? Ngọt. Này ngọt cả chuối đấy nhỉ. Làm miếng chuối nữa. À, ăn cơm xong thì chắc anh em mình lại chậm dạp thôi nhỉ. Lại di chuyển tiếp nhỉ. Di chuyển chỗ mày ăn chuột ăn ấn được quá nhỉ. Nó hết mật. Đi chỗ khác. Nhường. Lần sau quay lại chỗ này nó còn khó một tí. Ăn đi. Rồi chuối đi. Làm những thịt chim. Chim ngon lắm.
nó cái thịt của nó ngọt. Ngọt. Con ong này tổ nó ở đâu nhỉ? Loại này nó ăn thịt đấy. Ăn thịt. Loại ong ăn thịt. Đấy là một miếng thịt chim của mình. Ấy, quên. Thịt chim của mình đánh được. Đấy. Rất là ngon. Giòn nhỉ, xương giòn nhỉ. Ngon rồi. Mà các loại ong canh chim mà. Đây có quả ong mật này. Các loại ong rồi. Giới thiệu với mọi người đây là một loại ong ong bầu trời nhá. Còn loại ong bò vé thì dâu nó vàng, còn loại dâu đen này là loại ong bầu trời. Nó đang tranh nhau gặm cái đoạn xương ruột mà anh em mình văng ra. Vậy là anh em mình đã ăn no rồi nhá. Bây giờ thì dọn dẹp thôi. Nghỉ ngơi một tí nhỉ. Nghỉ ngơi một tí em mình tiếp tục. Tiếp tục. Thôi cất vào trong này cái công trình thế kỷ của chú Lanh nhỉ. Dẹp này. Lấy thì thôi. Quang đi. Ăn đá bát đi. Người ta bảo ăn cháo đá bát. Mình ăn xong mình đá bát. Dọn thôi nhỉ. Dọn thôi. Rồi xong. Dao. Giờ là bước quan trọng nhất đây. Trước khi di chuyển anh em phải dập lửa. Rồi. 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 Xong rồi, đi thôi. Rồi. Vậy là anh em nghỉ ngơi xong rồi. Bây giờ thì di chuyển thôi. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo vậy nhỉ. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhá.